Và các bạn đừng quên hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé.
Về tô màu xanh nhá. Xin chào tất cả các bạn. Thưa các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm. Chắc là các bạn chưa biết sản phẩm gì đúng không? Thì các bạn hãy vào xem video của mình để biết sản phẩm nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng đi bắt đầu tô màu nào. Và chi tiết tô màu nhé. Vãi cả dẹp quân phố. Con số chính hiệu luôn. Đây là dẹp quân phố anh ơi. Anh, dẹp quân phố. Vai trưởng. Ừ, là dẹp nữ. Dẹp quân phố là như thế này. Đi thử mà nó lại hoa khỏe quá. Ra đường này người đầy hoa. đẹp nơi. Nhìn chị Hà ơi. Dạ nhỉ. Toàn mua mấy nhỉ? Có rẻ lắm rồi. Đâu có tiền đâu, đâu có lương đâu mình mua. Nhưng tạm thời cứ vứt đấy. Mình đi mua son. Ủa. Anh ơi. Gì con này đẹp à? Mẹ nó đi mua son. Rồi, dạ nhỉ. Đúng không? Không có tiền. Tướng nãy 1k nghe ngon ngon hay phết. Thế gì 1k? Nãy đó xem mới đầu 1k nó nhìn hay phết. Ừ. Thế mà toàn bịp. Không, nó nghe đấy đúng không 1k, tại sao? Mới nghe à mày gọi nó gọi 1 trận. Nhìn xem về được thế nhỉ? Mới lại mua xem về. Mua lấy chiếc về đi. Xem rêu trắng đẹp hơn. Rêu trắng. Xem rêu nó nổi hơn kiểu thế. Nhưng mà em thấy màu trắng cái đẹp đẹp gì. Màu trắng nó dễ bẩn. Màu trắng dễ bẩn. Mình mua xem rêu. Mua xem rêu gì nó nổi hơn. Xem rêu kiểu gì đẹp hơn. Đâu nào? Mua tông nào đi biển. Rồi, mua cái này nhiều rồi mà. Em mua áo thì. Nào mà thôi. Mua ngay cái đầu buổi. Ghi là cái đầu buổi này. À có cả cái buổi vui trì trong suốt này là trước anh mua mua. Nhưng mà đi trả lời cái gì? Đi trả lời cái mẹ này. Trong suốt thì khác đéo đi không đi đâu. Mà chả hiện ra cái màu đi nữa. Chả khác gì đi cái cục nhựa. Trước em mua thằng lễ, biết rồi không? Mua thằng lễ đó. Mua đôi dép gần như là trong suốt hết sạch luôn, nhìn chứ lắm. Mỗi đôi dép có khung tuyến, phải có khung tuyến để nhìn cái đĩa. Cái đĩa, phải tìm cái đĩa. Nó lại bán cái đĩa này mày. Có, cái này có. Vậy người ta sẽ ta tạch. Quá hơn vừa mới tình đời quá hơn nhiều ảo đi đây như là đổ sở điện nghe nó học rồi con trên kia là cái điện học đây cái này nghe làm cái bộ gì bỏ cái bộ đi xem. Này có IC rồi. Mua gậy ba toan về có ba toan hay mấy. Hay là gậy bóng chảy. Mình có cầm gậy bóng chảy nặng bỏ mẹ này. Gậy ba toan cũng nặng mà được trên cầm rồi. Tưởng như ba toan anh cầm nhiều. Rồi tắt IC sẽ điện. Ui.
mà toàn giả vai thì cầm mà toàn đâu, toàn cầm bị mẹ, toàn cầm mẹ tấu, toàn cầm mẹ tấu ra bầu. Như vậy bây giờ mình lên cái thùng như mẹ.